Đây là một trick dành cho những người chưa quen với việc viết mail, hoặc là khi bạn đã có kinh nghiệm nhưng bạn đã viết một cái mail cực kỳ quan trọng. Bạn hãy điền danh sách những người nhận sau khi mà bạn hoàn thành nội dung, bạn đã có tiêu đề email. Chúng ta chỉ điền danh sách người nhận khi mà chúng ta sẵn sàng gửi email đi mà thôi. Điều này sẽ tránh được một số trường hợp với những người mới bắt đầu có thể vô tình ấn hoặc click nút send mà không để ý. Vì vậy các bạn sẽ gửi một cái email đi mà khi nó chưa hoàn thành nội dung. Với những trường hợp như cái mail cực kỳ quan trọng thì các bạn cần chỉnh sửa nội dung nhiều lần, duyệt nội dung cẩn thận trước khi gửi đi, thì cái trick này là một cái điều bạn nên tuân theo kể cả khi bạn đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm.